Xin chào cả nhà, chào quý bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: vụ mà Trần My livestream trình bày vụ sâu sát với trang Nemo, gần 100.000 người đang hóng tin này. Có tới 90.000 người đang tụ tập xem livestream của Trần My. Vụ sâu sát giữa Trần My và trang Nemo vẫn đang tiếp tục thu hút cư dân mạng. Đến tối ngày hôm nay, ngày 17 tháng 1, Trần My lại lên sóng để giải thích mọi chuyện. Trần My cho biết sau khi đồng ý đến gặp trang Nemo để ba mặt một lời nói chuyện thì nhờ một người tên là chị Sang đi cùng. Tuy nhiên vì lý do riêng nên chị Sang đã nhờ Ca đi cùng My. Ban đầu người này đứng ở ngoài để chờ chở My về, nhưng thấy My bị ép nói chuyện hàng giả hàng thật nên Ca mới đi vào. Trần My nhận hết tất cả mọi lỗi lầm của mình. Trần My nói vậy nè: ai trách em xin nhận lỗi hết luôn á. Lẽ ra người bị đánh nè là em nè. Lúc đó em bị bất lực quá mọi người ạ. Em sợ với cũng không biết làm thế nào. Em đã sai hoàn toàn. My cũng liên tục dục lời xin lỗi đến những người chị tên Ca và cho rằng mình mang ơn. Chị Ca bị đánh là do em hết, do chuyện em gây ra. Mọi người nghĩ em diễn hay em gài thế này thế kia thì không phải đâu. Em rất sợ đó. Ngoài ra, Trần My cũng khẳng định rằng không có chuyện hai bên liên thủ tạo drama để kinh doanh. Hiện tại đã có gần 100.000 người đang xem livestream của Trần My. Đó các bạn thấy không? Bởi vậy buôn bán kinh doanh cái gì cũng vậy. Ai có mặt hàng thì bán, không có thì thôi. Có đâu lấy hình ảnh người ta lên chi là kiện tới kiện lui. Cũng hên cái này chỉ là giống như buôn bán ở nhỏ lẻ thôi đó. Chứ còn ở ngoài mà đụng tới thương hiệu là cả một vấn đề đó. Bởi vậy có mà bán, không có thì thôi, có đâu vậy.